Ngày 27 tháng 7 năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh An Giang, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Tham dự tại điểm cầu thành phố Châu Đốc có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên của Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã tập trung truyền đạt khái quát một số điểm mới của luật thi đua khen thưởng, các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, hướng dẫn nghị định số 91/2017 quy định chi tiết luật thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, báo cáo viên triển khai hướng dẫn thủ tục hồ sơ khen thưởng, tiếp nhận hồ sơ khen thưởng trên hệ thống và công tác trao thưởng tại cấp cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai các phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đợt tập huấn nhằm giúp cán bộ chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại địa phương và cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, từ đó thực hiện đúng đủ nhanh các nội dung, hình thức khen thưởng, kịp thời động viên, khuyến khích những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.